Rồi, xin mến chào anh chị cũng như quý bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Mình tiếp tục chia sẻ clip tiếp theo của trại bò anh Vinh Nguyễn, thì mình cập nhật lô bò mới vừa đó. Thì trước màn hình đó là bốn con kem nha, bốn pháp kem. Đó, con đây thì ba bơ kem, thì bò này là F2 nha, đó bò F2. Thì quý anh chị biết rồi đó, bò F2 là nó mang cái gen của bò Charolais của Pháp là nó tới 75 đến 80%. Cái dòng bò này nuôi là nó phát triển tốt. Đó, dài rất là hở. Đó thì cái clip này báo giá là bốn con kem F2 này với lại một lô bò lỡ nha. Đó, bảy con bò lỡ mới vừa. Hôm nay đó là ngày 22 tháng 3. Đó thì cái lô này là bò lỡ lớn nha. Đó thì trong đó là có một con ba bơ và còn lại là sáu con pháp kem. Đó thì bò này thì lớn bò rồi. Đó, quý bà con có nhu cầu thì liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn, thì trại có số lượng bò rất là nhiều. Đó, bà con đến trại thì lúc nào cũng có bò để bà con lựa chọn. Rồi giờ chủ trại sẽ báo giá lô bò ngày hôm nay. Rồi chào cô bác anh chị luôn, trại bò Vinh Nguyễn mới về 8 con bò kem lỡ nha. Trong này có một con bò bê. Bò này rất là đực nha. Đây. Con chú anh chị nè kìa. Cần tìm bò lỡ thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn ở Mang Thích Vĩnh Long. Cái lô bò này 7 con. Đây 2 con. 3 con. 4 con. 5 con. 6 con. 7 con. Sừng sóc rất là lớn. 7 con này đồng giá 31.500. 31.500. Bò này đúng hệ bò dỗ luôn, xương sóc cối. Có con nó hơi ốm, nó dẻo bò. Đây con bò bê hết đi. 31.500. Cặp này quá trời bự. Đồng giá luôn. 7 con bò lỡ 31.500. Đây bây giờ mới quay kỹ từ con đây. Một con này nè. Con này kem xám cũng đồng giá luôn. 31.500 luôn. Đây một con kem đầu trũi cũng xác lớn luôn. 31.500 luôn. Con này cũng 31.500 luôn. Bốn con này đồng giá luôn. Đây. Cho con chú anh chị coi. Qua bên này hết biết dài đòn. Bò này có 1m24. Lực hết biết là siêu sắc. Đây còn con kem vàng này thì siêu sắc hết biết. Nó hơi ốm bò. Siêu sắc hết biết. Bò này thiếu ăn. Rồi 7 con đồng giá 31.500. Cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn ở Mang Thích Vĩnh Long. Lúc nào cũng có bò nghe cô bác anh chị. Tại bò cũng còn rất là đông bò. Ôi, chào cô bác anh chị luôn, trại bò Vinh Nguyễn mới về 4 con kem đậu nha. 4 con kem đậu. Kem này kem F2 nha, rất là đẹp. Đồ đích hết luôn. Này kem F2. Xương sóc cấu luôn. 4 con này 28 triệu một con. 4 con này đồng giá 28 triệu. Có con bò bê nha, bò bê kem, hết biết. Bò này nằm 8 tháng bò rồi. 28 triệu đồng giá 4 con kem đậu. Trong này có con ba bê. 3 con kem con ba bê. Xương sắp có luôn kem F2. Đây 28 triệu đồng giá. Đầu con đẹp hết phường. Phường sắp cối luôn. Hồi thôi không ơi. Trời ơi cái lưng nó hơn một gan. Quá trời đẹp. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Duy Nguyễn ở Mang Thích Vĩnh Long nha.
Thể bò cũng còn rất là nhiều bò nha. Bò lỡ, bò lớn rồi còn rất là nhiều. Cô chú anh chị là xài bò lỡ cũng có nha. Nằm 30, 32, 28, 29 triệu cũng có.